Dạ Thắng chào cô chú chào bà con Sáng ngày hôm nay thì Thắng đang soạn cây Để gửi cho khách ở Sài Gòn ha Cái này là vú sữa hoàng kim Cây hạt mà bên nhà vườn con đã ươm Cây này bên con ươm hơn 6 tháng rồi cô chú Cây rất là lớn ha Thì mình mua những cây này về thì mình đỡ tốn công Phải chăm sóc Nó rút ngắn thời gian để mình thu hoạch trái Thì bên con đi hàng cây giống á Cô chú xem mà con quấn cây rất là kỹ ha à, con quay lại hôm nay thì quay cho cô chúng ta xem quy trình bên con đóng cây đi tỉnh luôn thì à, như thắng có chia sẻ với bà con chúng ta là số lượng cây bên con đi bao nhiêu con cũng giao quan trọng là cô chú chúng ta vui vẻ à, nhiệt tình à, với con là tất cả các cây con đều đi ha à, chứ không phải là một cây con không gửi đâu dạ yeah. quấn thì con cũng rất là cẩn thận thì à, chia sẻ với cô chú chúng ta đặc biệt ở thành phố hồ chí minh thành phố Tây Đô và Cà Mau mình đặt hàng à, số lượng à, tương đối ít thì bên con đi xe gửi trong vòng 3 tới 5 tiếng là tới nơi nên bà con chúng ta an tâm đặt cây thì à, con có xe đi Các tiếng này là hàng ngày luôn ha, rất là nhanh để cô chú chúng ta nhận được cây nó đảm bảo chất lượng cho mình à, đối với những đơn hàng lẻ ha Còn những đơn hàng chẳng thì bên con đi xe tải riêng thì nó còn nhanh hơn nữa Dạ yeah. thì à, con cũng quay để chia sẻ bà con chúng ta biết về cây giống tâm phúc bên con thì bán bằng uy tín và chất lượng thì cô chú con cũng nhắc lại lần nữa với cô chú nào chúng ta có nhu cầu so sánh về giá mà không coi về các cơ sở quay về độ uy tín đó, thì mình liên hệ những bên đó để mua giống con nói thẳng trên đây luôn là con không cần những khách như vậy và những anh chị nào không có thiện chí mua giống thì vui lòng đừng điện vô số điện thoại con tại vì thời gian đó con còn tiếp những bà con những anh chị uh, nhiệt tình vui vẻ khác thì chúng ta đừng phiền đến cuộc đời của nhau là được rồi thắng nói như vậy luôn chứ uh, tại vì mua bán thì ngoài mua bán ra thắng còn công việc gia đình cũng như nhiều chuyện khác nữa thì không có thời gian để tiếp những anh chị như vậy Thắng cũng xin lỗi cô chú nào chúng ta có thiện chí mà nghe được cái đoạn này ha Mua bán thì con rất là vui vẻ Nhiều khi con có những cái clip quay vui vui cô chúng ta, ta xem để thay đổi không khí Chứ thật sự mà cứ quay bán giống mà quay nó tương đối nó, nó bình thường quá Thì, thì, thì nó cũng nhàm hết cô chú Thì bắt đầu ở đây thì con lên cây và chuẩn bị đi gửi cho anh khách Thông tin thì thắng sẽ gửi qua cho từng khách ha Cảm ơn cô chú. Mình có nhu cầu về giống cây trồng liên hệ con thì bên con sẽ báo giá cũng như là chụp hình cây có tại vườn cho bà con chúng ta xem ạ. Một lần nữa chân thành cảm ơn cô chú và con chúng ta rất nhiều. Con là cây giống tâm phúc ở chợ Lách Bến Tre. Con tên thắng chứ không phải tên tâm tên phúc nha cô chú. Tên tâm tên phúc là thế hệ tiếp theo của con để tiếp nối cái nghề bán cây giống này của ông bà. Cảm ơn bà con ạ. À.